Ok, chúng ta làm việc nha. Vâng Chúng ta sẽ dạng tạo ra cái email thông qua tên miền. Thì đầu tiên em sẽ vào service, vào my service. Tương tự như vậy em sẽ cho bạn active. Active kéo xuống em sẽ vào cPanel. Ở cPanel này em sẽ xuống, em sẽ kéo xuống cái mục đó là email account. Đó, ở cái email account này em có thể tạo ra ở trên cái vùng trên đây. Nhưng đây là chúng ta nên tạo ra một cái tài khoản email mới để dễ quản lý. À, chúng ta sẽ tạo mới này. Chỗ này em sẽ gõ vào đây rằng là contact. Em gõ đi. Viết thường thôi. Rồi, ok. Chỗ này là em sẽ gõ ở đây, đó là mật khẩu của cái mail ghi ra giấy ấy. Mật khẩu của cái mail này này. Ok chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta chọn 250 MB thôi. Đúng nào? Cái này về sau như thế nào anh sẽ giải thích cho em vì sao lại chọn thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một tài khoản. Ok, khi tạo xong thì chúng ta sẽ có một cái tài khoản bên trên này. Đó. Với lại cái dung lượng của nó chỉ có 250 MB. Ở đây chúng ta sẽ vào trong mục đó là check mail. Trong mục check mail này, cái bước đầu tiên đó là chúng ta sẽ nhấn vào cái mục rằng là forwarder. Em tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra, chúng ta sẽ kết nối cái mail này với tài khoản email của Google. Đấy, cho nó dễ quản lý. Em nhập cái địa chỉ email của em vào đây. Ok chưa? Tạm. Đó thì đây nó sẽ báo là tất cả những cái mail mà gửi về trong cái mail contact a còng dũngdihong.com này nó sẽ sao lưu và gửi vào cái mail chính của em, được chưa? Đó. Xong chúng ta back on lại. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào đây, chúng ta sẽ mở open. Chúng ta sẽ mở lên. Mở lên xem cái mail đấy nó như thế nào. Đấy em nhìn thấy chưa? Thì cái mail này nó quản lý nó chả khác gì cái mail Google cả. Ok chưa? Đấy, nhưng mà nó có một cái độ chuyên nghiệp, đó là nó có cái mail thông qua cái tên miền. Đó, và đặc biệt rằng làm cái thứ này thì nó sẽ tốt hơn trong cái vấn đề khi chúng ta nhắn tin, chúng ta trả lời thông tin của fan, trả lời thông tin của khách hàng hay trả lời bất kể một thông tin cho ai đó thì người ta cũng sẽ lưu giữ lại cái tên miền của em, người ta biết cái tên miền của em, biết tới thương hiệu của em. Ok. Sau đó chúng ta sẽ vào trong cái mail của Google này. Chúng ta sẽ vào cài đặt cái bánh răng này đây. Chúng ta vào cái mục là xem tất cả, chọn cài đặt. Chúng ta sẽ nhấn vào mục là tài khoản và đăng nhập. Kéo xuống đây thì em sẽ thấy rằng là chỗ này sẽ có mục đó là gửi thư bằng địa chỉ đây. Chúng ta sẽ nhấn thêm một email khác. Đó. Thì bây giờ đây bên này em sẽ gõ. Gõ cái tên. Tên cái email vừa nãy chúng ta vừa tạo ấy. contact@sunghyhong.com ấy. Ok, sau đó chúng ta sẽ nhấn là bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì cái này thì bên dưới này thì chúng ta sẽ là cái tên email. Tên email chúng ta vừa tạo đó. Gõ đi. A cộng. Tiếp tục, chúng ta sẽ quay trở lại cái thằng email vừa xong. Chúng ta tạo, chúng ta sẽ bật cái email nó gửi đến đây. Bên này chúng ta sẽ kéo xuống, chúng ta sẽ copy cái mail.dungdihong.com này và cái cổng của nó là 465. Chúng ta quay trở lại cái tab vừa xong. Chúng ta dán thằng này vào đây. Đó, ok. Cổng này. Tiếp theo chúng ta lại nhập một là em có thể nhập cái mật khẩu vừa nãy em tạo vào.
Hai là em có thể tạo ra một cái mật khẩu mới. Mật khẩu mới thì ghi ra giấy rồi xong bắt đầu lưu lại. Còn nếu mật khẩu giống như vừa nãy thì em ghi như vậy thôi. Được chưa? Được chưa? Ok. Sau đó chúng ta sẽ đến cái bước đó là chúng ta sẽ nhấn thêm tài khoản. Đó. Thêm tài khoản thì đây chúng ta sẽ nhập cái mã xác minh vào. Nhưng đây thì chúng ta sẽ vào trong cái email này. Chúng ta nhấn F5 này. Đó, nó sẽ gửi cho chúng ta một cái thông tin mail này. Ok. Chúng ta có thể nhập cái mã này vào trong cái mã vừa xong. Nhưng hoặc là chúng ta có thể nhấn cái đường dẫn link này. Đó, nhấn trực tiếp đường dẫn link này. Chúng ta nhấn xác minh. Đó, xác minh. Tiếp theo đó là tương tự như vậy. Ở trong cái mail Google thì nó cũng sẽ gửi cho chúng ta một cái mail đó về, gọi là mail sao new mà. Chúng ta có thể nhấn ở chỗ nào cũng được, nhưng mà khi nó gửi mail sao new vào trong cái trang của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ làm một cái bước tương tự. Đó, nó sẽ gửi cho em một cái mail về nữa này. Cũng là cái đường dẫn link đó. Chúng ta lại nhấn xác nhận. Rồi, ok. Thế là chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là kết nối cái email Google với lại cái email của cái tên miền. Đấy, nó tạo ra một cái email rất là chuyên nghiệp và nó sẽ rất là tốt trong cái vấn đề mà xây dựng thương hiệu. Ok chưa nào? Thế thì sau này ví dụ như ai đó người ta sẽ nhắn tin vào trong email này thì nó sẽ gửi sao như trực tiếp vào trong cái email bên Google, đúng không? Đó, em thấy chưa? Đấy, rất là dễ và thực hiện tốt. Đấy, đấy là cái cách mà thực hiện tạo ra một email tên miền. Đấy, đơn giản như thế thôi. Rồi, ok.